Anh Nguyễn Vlog xin mến chào. Tâm Dược Vlog xin mến chào các bạn. Tâm Dược hôm nay đang ở Costco Tọa Lạc ở đường Center Road, San Jose, California. Tâm Dược Vlog đang ở chỗ quầy bán máy computer, laptop có nhiều, rất là nhiều thương hiệu như là Dell, HP, Apple. Đây là cái computer Dell nè. Công việc đã xài qua Dell rồi, rất là tiện lợi. Và các sản xưởng thì trong hệ thống system đều xài Dell, tại vì Dell rất là chạy, rất là ngon và êm, không có bị trục trặc về máy móc. Dell ở trong cái laptop Dell này là nó là có bỏ cái con chip của Intel Core, chip Intel Core tốt dữ lắm, nó chạy hệ điều hành Microsoft đó, rất là tốt. Ví dụ như mình có con ví dụ mà học bài nhỏ đó thì mình có thể là xài Dell để ví dụ như chỗ mà mình quốc ấp trên online học hành, hoặc là mình mấy đứa nhỏ có thể chơi game, hoặc là typing, có nhiều cách sử dụng, học nghe nhạc, có phim. Dell 16 inch Inspiration Laptop Dell 27118000 processor, là có nghĩa là con chip Dell này á, nó là cái xài i7 processor là CPU á, 16GB DDR4 memory, có nghĩa là cái memory nó nhớ nhiều tới 16GB nha. Rồi 1T solid state drive nè, cái hạt drive của nó tới 1T lận. Web là 4.43 pound, nghĩa là cái trọng lượng là 4.43 pound. Intel USB graphics, Intel USB graphics là nó có thể mình coi phim, là ví dụ như kiểu mà phim mà ví dụ như Hà Phương phát trên rạp á, nó có gọi là stereo âm thanh á, thì mình bỏ vô mình nghe, hoặc là cái màu sắc rất là nổi cũng vậy đó. 3K 3072 nhân 1920 là cái ví dụ như kiểu mà cái tần số của nó giống vậy đó. Windows 11 hơn nữa là cái Microsoft của nó xài Windows 11. Giá thành là giá hiện nay bán là $999.97 và 999.97 là tính ra tiền Việt Nam là mấy triệu đó, phải mấy triệu đó. Giá thì cũng khá mềm, bởi vì mọi người dễ mua. Các bạn có thể mua để ở về Việt Nam. Dạ, chính là rồi đây là có cái máy computer là SD này á, và xài rất là ngon, cũng là xài hệ điều hành Microsoft luôn, xài rất là tốt, tại vì SD là xài rất là hay. Nó giống điều kiện như kiểu mình có thể là cho trẻ con học online, rồi thay phim nghe nhạc, chơi game, sử dụng nhiều cái lắm. Đâm ra là có thể là mua mình chơi, coi phim nghe nhạc, hay là cho trẻ nhỏ nó thay phim nó học, để cho nó luyện tập chơi giỏi. Intel trong là xài là Intel Core nè, Intel Core SP 15.6 inch, và cái màn hình đó, màn hình là 15.6 inch đó. Pavilion laptop nè, nó là laptop. Giá là 899.99
mà đang giá là on sale á, là trừ là 150 đồng. Bây giờ còn là 749 đồng 99 Việt Nam, tính ra là mấy triệu đó, cũng mười mấy triệu á, giá cũng khá mềm. Bởi vậy mọi người cũng mua để mình gửi về cho thân nhân. Hai người online nói chuyện FaceTime, tại vì thấy trên đeo laptop thôi, nhà có cái màn hình camera nè, mình có thể ngồi rồi FaceTime như vậy đó, nói chuyện với thân nhân cũng giá cũng khá mềm, mười mấy triệu thì cũng ngon, giá cũng ngon. Ở bên đây có một cái đeo nữa nè, đeo cũng là xài hệ điều hành Microsoft, anh ra là xài rất là êm và dễ tiện dụng cho trẻ con học online. Đeo mười này đó là cái màn hình là 14 inch laptop. Giá thành là 799.99, mà đang rebate là từ 100, còn lại là 699.99. Ngày cuối cùng hết hạn là 6/26/22, hôm nay là ngày 6/22 rồi, thấy là còn mấy bữa nữa là hết hạn. Nếu các bạn cần tiện dụng thì có thể mua về rồi mình xài chơi online hoặc là gửi về thân nhân. Tại 700 thì ở Việt Nam khoảng chừng 20 triệu giống vậy đó, mười mấy 20 triệu giống vậy á, cũng khá mềm. Không ra là mua rồi mình có thể là online, ví dụ như mà mình không có dịp về thì mình online FaceTime nói chuyện nè, tại vì trên theo nó có cái camera nè, camera trên cái đầu của khách nè, mình có thể là FaceTime nói chuyện với thân nhân cười để cho thấy mình đẹp như vậy á. Ở bên đây thì xài mấy cái Microsoft Office cho học sinh thí dụ còn để giống như sửa di chuyển mà mình bỏ bài vở đồ giống Microsoft Office hơn Student 2021 124.99 mà từ 25 đồng, còn 99 đồng nè, mình thấy giá cũng mềm lắm. Rồi bên đây nữa nè, Microsoft 365 family nè, 15 inch subscription nè, 89.99 nè, thấy xài này cũng ngon nữa. Ở bên đây cũng có một cái nữa, là cái hiệu là Livino. Cái hiệu này Livino này nó giống như chuyện như kiểu mà Sony vậy, thay vì Sony thì nó là Livino cũng vậy á, nó giống từ kiểu cái tên nó hơi khác chút cũng vậy á, cái tựa của Nhật, nên ra xài êm lắm, này xài êm lắm mà giá mềm, xài đây là ngon lắm. Livino nè, 15 inch và 6 là cái màn hình, có nghĩa là cái diện tích đó là 15 inch chấm 6 Idea Laptop nè, ở trong nó xài hệ điều hành Intel i7 processor và cái CPU đó, rồi 12GB DDR memory nha. Cái memory nó 12GB cũng ngon lắm, rồi 512GB solid state drive, drive là 515, trọng lượng là 3.87 pound. Rồi Intel Iris Xe Rapid SSD nè, Windows 11 nè, giá là 599.99 là tiền Việt Nam là khoảng chừng 15 triệu. Thành ra là mua mình có thể là nghe nhạc, coffee,
hoặc là chơi computer hay chuyện, hoặc là mình có thể là bỏ hình mình lên để mình ngắm, hoặc có thể mình gửi về cho thăm thân nhân Việt Nam có 15 triệu Việt Nam, có thể là gọi phone bằng computer xong rồi ngồi rồi nói chuyện, rồi có cái camera đây nè, cho mình cái camera nè, cười thấy đẹp tại vì rộng giống như iPad giống vậy á, mình chơi rồi nhắn tin. Khi mà mình lớn tuổi á, cái trí nhớ mình yếu thì mình giống thì tụi mình có còn đi đòi mình chơi để lên con cái rồi nể, như đứa nhỏ như lớn lên nể, khoảng chừng 70 tuổi mình chơi còn đi đòi nhất cũng nể, nó phải nể thật, tại vì mình cũng giỏi lắm chứ bộ, cũng tiến bộ như thế hệ trẻ chứ bộ không đâu, giá thì cũng mềm, cũng 600 thôi đi học hỏi, ví dụ mình 7-80 tuổi nít thì nó đi chơi ở nhà cũng chơi cầm đi đờ thôi, nít cũng nể, ví dụ như mình có mấy cháu học là phim gia đình hoặc là lớp 1, lớp 2 gì thì rất nể ông bà chơi cầm đi đờ nha. Thấy cũng ngon dữ lắm. Ở bên đây cũng có cái SP nè. SP này á và cũng xài cũng có cầm đi đờ cũng ngon lắm, có cái camera luôn nè. SP nè. SD 699.99 nè, trừ 200 còn 499.99 nè, giá 580.000, mua mình xài hoặc ở Việt Nam để FaceTime nói chuyện với mọi người, rồi cho mấy đứa trẻ ở Việt Nam đó, ví dụ như nhạc, coi phim hoặc là bỏ hình ảnh lên, tháng nè 500 thì Việt Nam còn khoảng 10 triệu dễ xài, cũng có mày mà ai cũng dễ mua đúng không, mua dễ về cho mẹ hoặc là cha, cũng dễ mấy tuổi hoặc là cũng như giờ có con dễ về cũng ngon quá. Mình thấy ở chỗ mà khi mua bò hoặc là mấy chỗ mà hoa khác có dễ từ như giờ luôn, chỉ là bây giờ giá cũng mềm lắm. Mua cái mới gửi về luôn. Bên hướng đây á là Apple nè, Apple thì mình cũng hay xài lên Apple Watch nè, giống đồng hồ Apple nè, mình cũng đang mang cái đồng hồ Apple nè, ví dụ như mà mấy người mà về phi vật của phim á, người ta thứ nhất là Apple về giống như chuyện mình là bị phim với tiền nang để giống như chuyện như mình biết mình là yếu tim, đây là Apple là trợ giúp mình á, là nhắc mình là có giờ phải phi vật phim nè. Apple Watch GPS, app trong Apple có GPS để gọi con luôn. Ok, Starlight nè, Ben 40 km nè, giá 299.99 từ 40 đồng còn 299.99. 299 là Việt Nam là 8 triệu 7 triệu chứ khoảng 7 triệu mua dễ về thân nhân mang Apple. Tại vì fan Apple này cũng là ngon lắm, tại vì không có vô nước. Giá Việt Nam 7 triệu, mua giống Mỹ mà ở Việt Nam 7 triệu thì xài cái này là cái gọi là lifetime đó. Còn lifetime mình mua cái này là lâu lắm rồi, mà xài nó hư, đi chim mà vô nước thì nhỏ tắm rửa là bình thường, không có vô nước. Mà xài rất là ngon, đây nè, Apple Watch GPS. Day Gray nè, giá là 299.99 từ 40% còn 259.99 là Việt Nam là 7 triệu đó, khoảng 7 triệu mấy đó. Mình mua cái màu đen này đẹp nè, cái màu đen này thích nè đó, tại vì cái này là khá mềm vừa với mọi người, ví dụ như mấy người bình dân này nọ có 7 triệu mua chiếc đồng hồ ha, ngon.
còn bên đây á, là luxury hơn, ví dụ như với nghệ sĩ. Nghệ sĩ thì lúc nào cũng là hình tượng với công chúng, bởi vậy tài Apple Watch, S7, TBS là ngon. Giống một tượng như kiểu là mình chạy xe mà lít sọt như vậy á. Giá là 389.99 thì Việt Nam khoảng 10 triệu, 11 triệu. Thì như Việt Nam mình, ví dụ với nghệ sĩ thì tại vì hình tượng với công chúng, thứ nhất đó là mình là một cái người giống là cho thế hệ trẻ là nhìn để ngưỡng mộ. Bởi vì mình mang là nó cũng giống cái kiểu như kiểu là luxury thôi. Bên đây nè, bên đây nó có cái nữa nè, Apple Watch S7 TBS nè, Dream Chơi nè, giá là 499.99 nè, giống 499 và Việt Nam là khoảng 15 triệu. Ví dụ cũng với nghệ sĩ mang, giả sử như là Đào Vĩnh Hưng nè, hoặc là Tuấn Hưng nè, Lệ Quyên đồ thì mang với nghệ sĩ, ví dụ là hình tượng người mẫu trước công chúng, cho đó là trẻ nó nhìn vào để nó chiêm ngưỡng. Bởi vậy mang vào để giống như tự như một cái fashion vậy. Mình giống như kiểu như kiểu mà cái xe là luxury, là resort cũng vậy á. Nó là fashion, đồng hồ là giống nó fashion. Mang giống như kiểu như kiểu mà cũng ngon chút nè. Cái dây nó cũng nhìn fashion nữa. Tại giá nó chuẩn mà cái hệ điều hành nó ngon hơn. Nó ngon hơn là tại vì nó bỏ đồ chạy là tốt hơn, cũng vậy á. Ở bên đây nè, ở bên đây là Apple AirTag 4 tháp nè. Giá là 89.99 là Relay Cable Battery nè. Là Built-in Speaker nè, My Fire Appraisal nè, Apple AirTag nè. Rồi bên đây với nữa là Apple AirPods nha. Giá là 119.99, thì tiền Việt Nam là khoảng tiền 3 triệu mấy. Xài là cũng là ngon lắm. Mình là hồi xưa có cái này nè, xài là nghe là nhạc là hay lắm. Ví dụ như nghe là Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Lệ Quyên đồ. Hát là hay lắm, hoặc là quên Mỹ là Như Minh Tuyết rồi Thanh Thảo, Lâm Thi Vân, Đông Hồ vậy đó. Mình bỏ vô mình nghe rất là nhiều nghệ sĩ vân vân và vân vân, là Thu Phương như vậy đó. Ví dụ là mua cái này nè, Apple AirPods Third Generation nè, 199.99 nè. Mua này nghe Thu Phương hát rồi vừa này vẫn nhất cân đi hai cái đồ đồng thân em bay nhiều khi rõ ràng hoa sẽ hơi rơi ta bên nhau một chúng tôi cùng cùng xưa chậm chậm nghĩa ta về hai cái cô đây đại khái là vậy. Tại vì Thu Phương thì hát hay hơn, mình đâm ra là các bạn mua là 199.99 nha. Bởi vậy Việt Nam 199.99 là khoảng 3 triệu mấy, thấy ngon, giá này ngon. Đây cũng có cái nè, đây có cái nè, Apple AirPods Pro nè, mình đang xài hiện thời á là 199.99 á. Xài êm lắm, nghe nhạc êm vậy đó. Là hiện thời là mình đang xài cái này nè, rất là sao ta, là nghe nhạc là âm thanh là stereo, noise canceler nè, Apple AirPods Pro nè, Apple S1 chip equipment nè, stable audio enable nè, chạc xe nè, có cái chạc luôn nè, active noise canceling nè. Là có nghĩa là tiếng ồn, ví dụ như ở Sài Gòn có ồn thì mình mang vô là không nghe. Adaptive EQ nè, là xài là ví dụ như cũng là mình đang lái xe mà, ví dụ như ở Việt Nam bây giờ là đang lái xe mà Honda, đang thay Honda giống vậy á, thì mình lái ngoài đường ồn mình mang vô là người ta kế mình cũng nghe, mà ta có ví dụ như kiểu mà ồn chút cũng không nghe nè, có Apple Care available nè. Giá thì khoảng tiền Việt Nam là khoảng 199.99, chắc
ba triệu mấy 4 triệu chắc vậy đó, khoảng vậy đó. Cũng mềm, giá thì cũng ngon. Đây có cái nữa nè, Apple TV 32GB nè, 169.99 giá, xài rất là ngon. À, bên đây có bán mấy cái iPhone nè, iPhone 13 nè. Ở đây có iPad nè. Nè, cái này á là iPad mini nè. Nè, iPad mini 64GB space gray là có nghĩa là cái diện tích mình chứa được là 64 nè. Rồi 8.3 inch là mình coi cái màn ảnh nó là lớn bao nhiêu á. Rồi Touch ID là mình lấy ngón tay mình rờ rờ giống cái phone á. A15 Biro chip nè. Giá là 489.99, tính ra tiền Việt Nam là 15 triệu. Mình mua về ví dụ như mình gửi cho bà ngoại coi giống vậy á, thì cũng gọn, để lên đầu nằm xong rồi coi, xong rồi tát, rồi sáng coi nữa, dù coi cả lương. Coi cải lương cũng hay lắm. Thí dụ tại vì mấy người miền Tây á, mấy người miền Tây á là hay coi cải lương. Thí dụ như kiểu mà mấy cái vở tuồng như kiểu mà Sơn Tinh Thủy Tinh, hoặc là mấy cái vở tuồng Hoa Mộc Lan, hoặc là mấy vở tuồng nhiều vở tuồng lắm. Thí dụ như là Hương Mùa Hạ, ví dụ vậy á. Tại thế là tại vì thì thực tán mỗi người đặt cái tên, mình bữa nào mình cũng coi nó giỏi tuần cải lương rất là hay cho các bạn nghe. Tại vì cải lương là rất là gọi là gì ta, rất là đi sâu vào lòng iPad nha. iPad này là ngon lắm, mua về gửi cho giống chợ như cái miền quê và ngoại rồi này nọ đó. Thì ít xài rồi mua đồ thì mua iPad về, tại iPad tại giống một hệ điều hành của mua đồ iPhone cũng vậy á, mà nó gọn, nó có hư ngủ cái mình để dưới chân hoặc tới không cũng vậy á, xong rồi sáng dậy thì coi. Thương coi mấy cái mà dân ca, tại vì người lớn tuổi thì người ta cái niềm vui là mình chỉ có vậy thôi. iPad 10.2 inch nè, còn trẻ em thì nó coi cả cartoon, còn mấy người lớn thì coi ca nhạc, ví dụ như là coi là Đàm Vĩnh Hưng, hoặc là Lễ Nguyên, hoặc là Tuấn Hưng, Quang Hà giống vậy đó. Giá là A13 Bio chip nè, 8 pixel back camera nè. Rồi giá có 449.99, là khoảng chừng 10 triệu Việt Nam. Mua nghe Quang Hà hát bài mở hay lắm. Ví dụ các bạn đang ở Hà Nội á, thì mua về gửi về cho thân nhân, ra ngắm Hồ Gươm rồi nghe Quang Hà, Tuấn Hưng, Lệ Quyên hát. Còn nếu các bạn ở Sài Gòn thì nghe Đàm Vĩnh Hưng hát, đi ra Hồ Con Rùa. Đi ra Hồ Con Rùa để giống mình enjoy, mình hoặc là mình coi cartoon. Còn bên Mỹ thì mình cho trẻ con coi cartoon, còn mình thì coi ca nhạc, hoặc là coi mấy cái mà channel của Mỹ cũng hay lắm. Ví dụ là Discovery hoặc là mấy channel Mỹ cũng hay lắm, coi phim trên Netflix của channel Mỹ như vậy á. Nè, iPad 256GB Sky Blue nè,
giá là 599.99, ở Việt Nam là khoảng từ 12 triệu vậy đó, giá cũng mềm lắm. Cái này ngon nè, tại vì cái iPad phải giống computer vậy, mình có thể mua cái bàn phím vô rồi mình gắn vô iPad Pro nè, mình mua cái bàn phím gắn vô tại nó giống computer giống vậy á, thích hợp cho mọi lứa tuổi. Nếu mình muốn thì mình mua giống từ chỗ như kiểu mình mua cho con mình nó vừa học chơi game cũng được, coi mấy cái cartoon, coi ca nhạc, coi mấy cái show của Mỹ hoặc là coi trên nước thì cũng hay lắm, có chủ thứ do cái bo cũng hay lắm, gì cũng có đó, hoặc là coi ca nhạc, ví dụ như mình coi mấy ca sĩ Việt Nam thì Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Đại Duyên, Thanh Quang Hà, Vũ Phương cũng vậy á, Phương Thanh, vân vân và vân vân, nhiều lắm, Quang Dũng, Mỹ thì Đan Hồ, Lâm Thúy Vân, Diễm Liên, Y Lan, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, vân vân và vân vân. Giá thì cũng mềm nhất. iPad Pro 12 inch nè. Mình có thể bỏ lên cho mua cái keyboard bỏ vô nè. Cũng có nữa, giá thì 1.149.99. Thôi trong việc keyboard thường tại đây nhé, hẹn các bạn video clip tiếp theo nhé.